xin chào bà con nha bà con. Đó, hôm nay mình lên cho bà con một cái đầu lô máy xăng mới ha. Nay nhiều cũng loại và rất là nhiều loại máy luôn ha. Đó, đầu tiên là có Osaka 6.5HP nè, Osaka màu cam, Yamashita, Gato, Huvana, rồi cassette, rồi Osaka. Đó, Osaka động cơ máy dầu ha, động cơ giật xăng máy dầu và động cơ Honda 13. Thì bà con mình đã bỏ gài cũng có, nói chung ra là mình đang bán bên dòng máy Nhật Bản, mà nhưng đó là bỏ gài bà con mình cũng hỏi thăm về những cái dòng máy mà Osaka. Đó, dòng máy mới thì bữa nay là máy nổ Nhật Bản á, thì mình sẽ lên cái dòng máy mới cho bà con mình tham khảo ha. Cái này là bỏ gài bỏ ngoài nó hơi bụi nè bà con ha, nó hơi bụi ha. Đó, nhưng thật sự là máy này chưa xăng chưa nhớt chưa gì cho nha bà con. Chen xà ben ha. Đó. Thì là bữa nay mình giới thiệu cái dòng máy mới từ hãng Osaka. Mình là đại lý phân phối của Osaka nên là giá thành đến tay bà con sử dụng rất là rẻ tiền ha, nói chung ra là cực kỳ rẻ luôn. Đây, con này là Osaka GX200, con này là 6.5HP, hàng Đài Loan nha bà con. Nó được Việt Nam mình công nhận á. Đây, Osaka được Việt Nam mình công nhận là chuyên gia điện máy, nó được công nhận chuyên gia điện máy nên hàng của nó chất lượng rất là cao. Trên đây là đóng WK1 ha. Đây, WKDT202312 ha, số xe ghi đàng hoàng. Đó, dòng Osaka này thì sau lưng nó có đóng chữ là Shintac ha, da băng Shintac nè ha, ốc ác là zin hết trơn ha. Mấy cái này thì rút ra vậy thôi, nhiều khi cái cốt này cũng có khi bị đen nha bà con. Đó, nó nhiều khi nó bị đen đen á, nói chung là mấy cái lần đó là mình không ấy. Máy thì mà chỉ bao cho bà con là chưa xăng chưa nhớt, máy mới 100% ha. Nó bu lửa của nó thì dàn ngoài nó có đen găm, nó găm ở trong là găm bóng ấy, ở ngoài là bu chụp ngoài bằng inox ha. Bu e là bu e tốt nè, nói chung là hàng này rất là chất lượng. Đó, mấy in da băng ha. Đó, bình chế quạt khí là mới da băng nè, số xe ghi nằm đây ha. Dòng này thì bà con mình á đem về chạy xuồng, chạy sông, kéo nén, xịt thuốc, đó, nói chung ra là xài rất là nhiều công chuyện luôn. Dòng Osaka hàng này thì được một cái á, hàng chất lượng được kiểm định qua nhà nước mình kiểm định đàng hoàng nên á máy xài rất là bền, rất là tốt ha. Thì khi bà con mua máy thì bà con nhớ kỹ dùm cho máy nổi Nhật Bản Thanh Bình ha, mình có tặng kèm cho bà con một chai nhớt, nó một chai nhớt với một chiếc mở buri ha. Nó thì bà con mình á mua một cái máy thì nhớ kỹ cho máy nổi Nhật Bản Thanh Bình, đổ vô đây nhớt vô đây bằng mặt ha, xong mình chạy bu đai khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ, xong thì mình sẽ tháo ra ha. Đó, mình đổ đi nhớt ra bỏ và mua cho nhớt khác. Mà con nhớ kỹ cho máy nổi Nhật Bản Thanh Bình, khi mình sử dụng máy thì mình nhớ mua nhớt hàng chất lượng, đừng nên mua nhớt giỏm. Để thấy cái máy rẻ quá mua về rẻ quá mà mua hơn nhớt giỏm đưa vô thì xài nó không được bao lâu nó sẽ hư ha. Đối với cái dòng máy này thì mình sẽ bảo hành IC bình xăng con cho bà con là 3 tháng ha. Đó, bà con mua máy thì cứ yên tâm mình sử dụng rồi, hàng này chất lượng nên đồ đạc của nó là dày dặn ha, lốc trắng bóng ha, lốc này lốc tản nhiệt nên xài rất là bền nha con, tránh trường hợp bị mà chạy lốp B ha. Còn OHV, nói chung là đồ đạc mới thì mình cũng giới thiệu gì nhiều, với giới thiệu về cái dòng đời máy cho bà con mình thôi ha. Rồi, con này thì nó hiện tại nó đang xài lắp là lắp dặn ha. Đó, lắp dặn cũng là dặn lắp tốt nè, nói chung thùng xăng rất là dày dặn ha. Con này là GX200 của hãng Osaka 6.5HP. Thì con này bữa nay là bên đại lý phân phối có hạ giá cho máy nổi Nhật Bản Thanh Bình. Đó, thì bà lần á bà bán cho bà con cái giá là 1.6 triệu bao ship tặng nhà. Thì bữa nay á làm giá của nó chỉ còn có 1.500.000 ha, bao ship tặng nhà cho bà con mình luôn. Thì con này mình sẽ lên cái mã số là mã số 1. Đó. Con này thì mình sẽ bán cho bà con á là 1.500.000 ha. Đó. Đây. Đó, dán trên đó thì nó xấu quá ha, dán bên đây cho bà con mình ha. Đó, đồ đạc rất là dặn luôn. Con này là mã số 1 ha. Đó, bà con mua máy thì bà con nhớ dùm cho máy nổi Nhật Bản Thanh Bình là cái mã số ha, rồi liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Mã số 1 con này bán giá 1.500.000. Đó, thì nói chung ra thì mình có rất là nhiều loại ha. Thì bà con mình là dưới mắt là con này, giá là 1.150.000, hàng Osaka cốt thẳng tua nhanh ha, dòng tua 4.000. Đó, bà con mình cần thiết mua những cái dòng máy mà để về sử dụng á thì tua nhanh tua chậm thì nhớ dùm cho máy nổi Nhật Bản Thanh Bình là cái mã số em để mình gửi lộn ha. Như con này cũng là hãng Osaka GX200 6.5HP, tem mạc đầy đủ em, được Việt Nam mình công nhận là máy chất lượng nè. Đó, Osaka chuyên gia điện máy ha, ở trên này nó sẽ xuống xe ghi nằm đây. Đó, con này là cốt chiền tua chậm dòng tua 2000, sau lưng này nó chữ Shintac ha. Đó, cái tùm cái cùi này nó đen đen nha bà con, tại mình đem ra mình bỏ ra ngoài khi trong khâu vận chuyển á, nó khâu vận chuyển á bỏ ra ngoài á bà con, bỏ ra ngoài mới túc nè ha, thì cái cốt nó hay đen đen ha, thì mình nói trước cho bà con ha. Máy là đặc biệt chưa xăng chưa nhớt ha, bộ lửa là bộ đen găm bóng nè, chụp ngoài bằng inox ha. Còn OHV
bình xăng là gia băng ha, số xe ghi đàng hoàng, Boe là cũng là Boe tốt ha. Con này là 6.5 HP, cốt thẳng, cốt chèn tua chậm ha. Đó, cần mua cái nhanh thì nhanh, đó, cần mua cái chậm thì có cái chậm. Đó. Con này thì hiện tại mình đang bán cho bà con á là cái giá là con này á là bán cho bà con á là cũng giá thành rất là rẻ luôn. Đó, con này là mã số 2. Đó, con này thì hiện tại cốt chèn tua chậm, con này tính cho bà con cái giá là 1.950.000 ha. Đó, 1.950.000. Đó. Con này là Osaka 6.5 HP gửi 200 ha. Đó, con này thì mã số 2. Đó thì con này máy nổ cho phải Thanh Bình tính cho bà con 1.950.000. Tặng kèm cho bà con một chai nhớt và một tiếp mở Muri ha. Đó, bà con mình cần sử dụng kéo nén thì nói phải Thanh Bình coi mấy mình tấu thêm cái Muri cho bà con nha. Rồi tới theo á. Tiếp theo là hàng cũng là hàng Osaka. Đó. Thì mình cũng nói trước cho bà con luôn ha. Tại sao mà hàng Osaka con nãy là 6.5 thì dòng này là 7.5. Mà nhưng tem của nó là dán cái tem 6.5 bởi vì công ty Osaka nó chỉ đăng ký cái tem 6.5 thôi. Nó không có tem 7.5, 8.5 thì nó sẽ đóng thuế cao quá nên nó là đăng ký 6.5 ha. Nó đăng ký được cái mã 6.5 nên con này là con này nó có phá xăng nè. Nó là 7.5 ha. Đó, con này là 7.5 HP. Rồi ít. Con này là 210 á. Nó đúng theo tem của nó là 210 á, nằm có phá xăng này ha. Thùng xăng vuông bên hông chứ không phải là thùng xăng vuông trước ha. Xăng vuông lớn ha, Osaka chuyên gia điện máy nè. Lốc chẳng đóng số xe ghi đàng hoàng ha. Đó, sau lưng đóng mấy đinh gia băng, con này là 7.5 HP. Đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin cho ha. Trong này nó cũng có nút nhận nhưng trong này nó cũng có vàng vàng trong này ha. Thì nó cái cốt là bà con coi kỹ cho máy nổ cho phải Thanh Bình ha. Đó, bô đen cam bóng nè, chụp bô ngoài bằng inox ha, còn OHV bình xăng là gia băng số xe ghi đàng hoàng ha. Bô lửa cũng là bô lửa, bô e là bô e rồi, bô e tốt ha, khóa xăng. Không biết làm này làm gì nữa. Đây có cái phá xăng, đây có cái phá xăng, không biết làm gì mà hai cái phá xăng. Đó, con này cũng là lắp dặn ha. Đó, thì chống được gớm, chống được xăng ga nha bà con. Đó, bà con cần dòng máy lớn 7.5 HP thì vô mua con này, số xe ghi nằm đây, cái gia băng sau lưng chỉ nổi ra ngoài ha. Đó, con này hiện tại đang sản xuất 19 như vậy nè. Đó. Con này thì 7.5 HP. Đó, con này thì nó mắc hơn cái con kia có 100.000 à. Đó, con này là cốt thẳng tua nhanh dòng tua 4.000 thì con này là mình con mã số 3 nè. Con này thì mình tính cho bà con cái giá là 1.600.000 ha. Đó, con kia 1.500.000 thì con này giá là 1.600.000. Đó. Mã số 3 giá là 1.600.000 ha, còn là 7.5 HP. Rồi tiếp theo đến cái con đó là cassette. Đó, cassette này cũng là hãng Osaka ha, nhưng nó là thương hiệu của cassette ha. Đó, cassette hàng này hàng chạy rất là ổn định nè. Đó. Con này thì ngày xưa máy nổi như phải Thanh Bình đang bán là giá 2.4 nè ha. Đó, còn ghi giá trên 2.4 nè. Con này 7.5 HP, cassette 7.5 HP. Đó, dòng tua là 1.800 ha. 1.800 2.000 nè, cassette 7.5 HP. Lốc bóng đẹp ha. Mấy con này con 7.5 HP thì con này không có số xe ghi ha. Đó, nào nói cho ngay cái nào nói chung là đó đây cái chốt chụp nó ha. Đó, đây. Mình cũng chỉ thẳng cho bà con ha. Bô là đen gam bóng nè, cổ UHV là bình xăng là gia băng là hoàng ha. Đó, cassette thằng này 7.5 HP cốt chèn tua chậm. Đó, cốt chèn tua chậm. Thì cái con cassette này thì mình nó là 7.5. Thì bây giờ mình quay sơ lược máy mới thì nói chung không cần quay nhiều nha bà con. Máy mới thì bây giờ nó đã mới rồi. Không còn cái gì nữa, chỉ quay mấy cái quan trọng mình chỉ cho bà con thôi ha. Đó, đây nắp xăng là nắp xăng mới ha. Nắp xăng dặn ha. Đó, con này cassette này 7.5 HP, con này cốt chèn tua chậm. Con này thì tính cho bà con là hồi nãy con kia là 1.950.000, con này mắc hơn 100.000. Thì con này là mã số 4 nè. Con này thì tính cho bà con là 2.050.000 ha. Đó, 2.050.000. Đó, con này 7.5 HP thì nói chung ra là bên công ty là có hạ giá lại. Nó mỗi một con 100.000 hết trơn nay nên máy nổi cho phải Thanh Bình bữa nay sẽ sụt giá mỗi một con 100.000 cho bà con hết ha. Để cho bà con mình lên lai liền, để còn bắt được cái tin là lên lai liền cho bà con mình để cho bà con mình mua về sử dụng ha. Thì bây giờ còn một con nữa. Đó, tính cái con này luôn đi. Đó, bởi vì lỡ là hãng Osaka chơi hết hãng Osaka luôn ha. Đó, rồi ta tính đây. Máy to, máy bự, máy khỏe nè. Bà con mình cần mua dòng máy lớn thì vô mua con này. Chạy xuồng, chạy xong ha. Đây hãng Osaka. Đó, GX420. Con này là 13 HP ha. Đó, đây tem mạc của nó đầy đủ ha. Đó, thùng xăng. Bô lửa là bô e tốt ha. Đó, mình chỉ áo chụp giật nè. Anh nào cần chạy nhanh cái tốc độ thì vô mua con này ha. Đó, đây. Lốc. Đó, lốc có lốc nhám ha. Số xe ghi nằm ở trên đây ha. Đó, số xe ghi nằm đây mình chỉ vô bà con rất là kỹ nè. Số xe ghi nằm ở trên chỗ này. Đó, Honda 13. Đó, cốt thẳng con trục này trục 25.
Cái này mình có bán vàng cầu nha bà con, hồi nãy mình quên giới thiệu vàng cầu. Vàng cầu là mình có bộ vàng cầu của máy máy nãy chơi luôn ha, bà con sử dụng mua nguyên vỏ vàng cầu thì mình có luôn. Sắt có, ni nóc có, 201, 304 có đủ ha. Bà con cần sử dụng cái nào thì báo cho bà con ha. Đó, đây. Mình gửi thẳng về cho bà con mình luôn, gửi tận nhà cho bà con mình luôn ha. Đó, đây. Đối với cái con mấy con hồi nãy á thì bà con mua bà con không cần cọc máy nổi cho bãi tập bình ha. Còn đối với con 13 này á thì bà con mua phải cọc ha, bởi vì con 13 này nó quá nặng nên phải bắt bà con cọc chứ không gì chứ á. Còn nếu mấy con nhỏ nhỏ nãy thì không cần cọc ha, mua máy nổi cho bãi tập bình thì không cần cọc. Nó bỏ cho bà con yên tâm ha. Đó, cái con này là cái cụm bu lửa này á, là cụm sắt qua rang ha. Nó trên này đu đen cam bóng nè, ở ngoài là chụp bô bằng ni nóc ha. Đó, dòng này chạy rất là ổn định nha bà con. Đó, GWK. Đó, bình xăng của nó là GWK có OHV ha. Đó, bô e của em tốt này ha, đồ đạc của nó là rất là nghiêm chỉnh luôn, nó rất là dày dặn nha bà con. Dòng Osaka 13 lắp nhám ha, dòng này chạy tản nhiệt nè. Osaka được nhà máy, được nhà nước mình công nhận là chuyên gia điện máy ha. Đó, số xe ghi nằm đây ha, bà con muốn coi số xe ghi gì nằm đây. Bởi vì cái máy này đã qua kiểm định, nhà nước mình kiểm định rồi thì đó là số xe ghi nó sẽ đóng trên máy cho bà con mình ha. Rồi, thì bây giờ mình lên cái mã số con này cho bà con mình luôn. Con này là mã số 5 nè. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 3.800.000 ha, vẫn tặng kèm một chai nhớt, một tiết mở muri. Đó, và bao ship tận nhà cho bà con mình ha. Đó, bao ship tận nhà luôn. Đây, mã số 5, giá 3.800.000. Đó. Rồi, tiếp theo, đến hồi nãy thì mình đã lên tới cái phần máy mà đấy rồi. Bây giờ cũng còn một con Osaka nữa, mình đã quên lên Osaka. Đây, con này là Osaka màu cam ha. Đó, Osaka màu cam, hàng này chạy rất là chất lượng, mình rất là ổn định luôn nè. Con này đó thì hàng thế hệ tốt nha, nó nằm cái dạng như hàng VIP á, 6.5 HP, gửi với ông được nhận giúp cho chuyên gia điện máy ha, ốc ác của nó nè, đồ đạc của nó là nguyên zin ha. Con màu cam này, con này rất là đẹp luôn. Đây, số xe ghi nằm đây. Con này thì cốt thẳng tua nhanh ha. Đó, cái cốt của nó là nó hơi ga đen nha bà con, nó hơi đen đen này ha. Đó, mình chỉ rất là kỹ cho bà con mình ha, sau lưng nó chỉ ra băng xin tắt. Con này thì chưa xăng chưa nhớt nha. Đó, bô lửa là bô đen cam bóng nè, chụp bô ngoài bằng ni nóc ha, bô e là bô e tốt nè, còn OHV nè, bình xăng là da băng nè, xuống xe ghi đàng hoàng nè. Rồi, tiếp theo mình lên cho bà con Osaka ha, hàng này chất lượng giống định dữ lắm nha bà con này xài rất là ken luôn đó, nói chung là ken sapen đó. Con này thì hiện tại á, nó máy nổ Nhật Bản Thanh Bình đang bán cái giá của nó là Osaka, con này là mã số 6 nè. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 1.900.000 ha. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn. Nói chung ra là giá này là bà con mua không ngoài thị trường không có đâu ha. Tại máy nổi chứ phải thì mình là đại lý phân phối nên giá thành rất là rẻ ha. 1.900.000. Đó, con mã số 6. Rồi, tiếp theo là mình đến cho bà con một cái con đó là đó, con này Gato ha. Gato 212cc 7 ngựa ha, cốt thẳng tua nhanh nghe, dòng tua 4.000 nha bà con. Nó áo yếm màu loạt, con này nó rất là dày dặn, rất là chất lượng nha bà con. Con này ken sapen lắm. Đó, đây. Bình thùng xăng, thùng răng gần dài ha, dặn. Đó, rất là chất lượng, rất là dày dặn luôn. Đó, đây tem mặt đầy đủ ha. Đó, số chiếc xe ghi đàng hoàng ha. Đây, số xe ghi nằm đây nha bà con, nằm ở trên chỗ này ha, 01EIF0014 vậy nè. Đó, ốc của nó là nó đánh dấu đánh chặt trên nha bà con. Đó, chất lượng ha. Nó bô lửa là đen găm bóng này ha, chụp ngoài của nó lưới để chặn nóng cực kỳ tốt nè. Còn OHV ha, nó ốc của nó là nó lấy màu nó viết trên ha. Con này là Sinfast, số xe ghi nằm trên này luôn ha. Đó, bình xăng của nó cũng là bình xăng ghim của nó luôn ha. Bình xăng này là nói chung là bình xăng này ổn định lắm, nó chạy rất là ok nha bà con. Bình xăng này là rất là ok luôn nè. Đó, chạy siêu tiết kiệm xăng và độ bền cao. Con Gato này, con này là hàng chất lượng cao ha. Đó, đây. Bô e là bô e, bô e tốt ha. Đó, hàng này là rất đỉnh luôn nè. Đó, con này là nó quên gắn công tắc nè. Đó, công ty nó ra nó quên gắn công tắc nè. Đó, khi bà con lấy thì máy nổi như phải thành bình sẽ vô cái công tắc cho bà con mình ha. Lúc nó bấm lại đàng hoàng luôn, mình không vô công tắc nè ha. Đó, vô công tắc cho bà con nè, lắp dày dặn ha. Rồi, rất là chất lượng. Đây nó dính sẵn cái poly chẳng nè. Bà con cần sử dụng thì để cho bà con luôn ha. Bán làm để cho bà con luôn, không có lấy ra ha. Đó, bà con về kéo nén thịt thuốc hay là gì đó, sử dụng cái gì đó sử dụng thôi, mình lấy cái này ra mình gắn cái poly vô, cái vàng cầu vô mình chạy xuồng chạy xong ha. Đó, cái dòng Gato. Con này rất là ổn định ha, chất lượng cao ha. Đó, bây giờ mình lên cái mã số Gato này cho bà con đây. Con này á là tính con này là mã số 7 nè. Con Gato này hiện tại mình đang tính cho bà con cái giá là
con này là tính cho bà con cái giá là 2.600.000 ha. Đó, 2.600.000. Gato hàng chất lượng cao. Đó, con này thì nói chung ra là cực kỳ VIP. Gato này hàng của giống như là hàng thương hiệu Nhật Bản vậy đó nha bà con. Đó, 7, con này mã số 7 giá là 2.600.000 ha, Gato. Rồi, tiếp theo là mình lên cho bà con một con Fufana. Fufana. Đó, Fufana hàng này thì nói chung ra là nó cũng là một cái dòng máy mà thế hệ giữ này chứ không phải thế hệ vừa ha. Đó, Fufana HF 220. Con này là 7 ngựa rưỡi đó nghe bà con, 220 này là 7 ngựa rưỡi đó nè. Nó 210 là 7 ngựa, con này 220 là 7 ngựa rưỡi nha. Đó, Fufana. Áo yếm đồ đạc của nó hàng này chất lượng cao nha bà con. Nó tem chữ nổi ra ngoài nha. Đó, thông số series của nó nè. Đó, con này là Fufana. Đó, tem mặt ra ngoài nha. Con này hiện tại mình đang bán cái giá 2.800.000 nè. Đó, ghi trên lắp ra ngoài 2.800.000 này, hồi mình lên cái mã số lại cho bà con ha. Đó, Fufana. Đó, tem mặt đầy đủ ha. Đó, cốt của nó ha. Đó, đây. Đó, bu của nó là bắt một cái nhĩ sắt rất là chất lượng nè, bô đen gam bóng ha. Đó, chụp bồ cò cũng là chụp bồ cò đen luôn. Đó, con này là bình xăng Zin 3. Đó, Zin 3 số series đàng hoàng ha. Đó, con máy Fufana này là chất lượng cao nha bà con. Nó đồ đạc nó rất là dày dặn, chạy siêu bền, siêu tiết kiệm xăng đó, siêu nhạy mà dịch rất là nhẹ luôn. Đó, con này là 7.5T. Đó, Fufana. Thì con này là mình lên cái mã số cho bà con ha. Con này là mã số 8 nè. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con với giá là 2.800.000 ha. Đó. Còn là 7.5 HP, 2.800.000. Nó hồi nãy thì lên cái dòng thầm vừa cho bà con, lên cái dòng thầm mắt ha. Nó cũng là chiếc phong cách Yamashita nè. Đó. Đó, Yamashita. Nó Todes. Cái gì mà Tochetri on Japan ha. Con này là đến từ thương hiệu Nhật Bản nha bà con. Đó, Yama Nhật Bản Japan nè ha. Con này là 210. Đó, ớt 7.5 HP. Đó, con này là 210 của gia băng ha. Con này là 7 ngựa gửi nè ha. Đó, con này là số hàng chất lượng cao nha bà con. Đó, hàng này giống như ba nhà Thái Lan vậy đó. Yamashita. Đó, gia băng là đóng đây là hoàng ha. Đó, lóc đóng gia băng là hoàng nè, số series là hoàng ha. Đó, Yamashita đóng cái lóc là hoàng. Đây. In gia băng là hoàng, đóng cho sau lưng nó là hoàng ha. Con này cốt truyện siêu chậm nha bà con. Con này xài rất là đỉnh nha. Nó rất là VIP luôn, rất là nhạy chạy, nó giống như bao nhiêu Honda Thái vậy đó bà con. Đó, bu lửa là bu đen gam bóng hen, cổ HV hen, bình xăng là da băng hen, số xe ghi đầu hoàng. Đó, đồ của nó rất, đồ đạc của nó rất là tốt luôn. Hàng này thì chạy rất là ổn định ha. Đây, có một cái lưới để chặn một bụi vô ha, chống bụi, rất là tốt luôn. À, dày dặn chất lượng đúng là hàng sinh tách da băng đẹp. Hàng này là chạy rất là ổn định nha bà con. Đó, Yamashita. Đồ đạc rất là dày dặn, rất là chất lượng luôn. Đó, tem mạc đầy đủ. Đó, bà con muốn mua ổn định dòng máy tốt, máy chạy bền tốt thì vô mua con này ha. Con này thì nói chung ra là giá nó hơi cứng nha, bởi vì dòng Yamashita của Nhật Bản nha. Đó, con này thì mã số của nó là con này là mã số 9 nè. Con này thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình đang bán cho bà con cái giá là 3.200.000 ha. Đó, con này thì mắc dữ rồi. Do mắc vừa nghe bà con, nó còn rẻ hơn Honda Thái, nhưng thằng này nó chạy là hơn Honda Thái nha bà con. Nó độ bền, độ nhạy, độ tiết kiệm xăng này kia, chỗ ấy nó hơn Honda Thái mình. Nó đóng da bằng Nhật Bản ở ngoài ha. Nó con này thì là cốt truyền tua chậm nghe bà con. Nó con này là cốt truyền tua chậm dòng tua 2000 nha. Đó, rồi tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con cuối cùng là động cơ máy dầu. Đó, nãy là động cơ máy xăng ha, bây giờ động cơ máy dầu. Con này là động cơ máy dầu của hãng Osaka ha. Osaka 173. Con 173 này con này 6.5 HP ha. Đó, áo yếm đồ đạc, động cơ này động cơ chạy bằng dầu ha. Nhưng động cơ giật xăng chạy bằng dầu ha. Đó, đây vừa có cái ra ngoài hai ốc nhám ha. Đây. Số xe ghi nằm đây ha. Đó, ốc ác của nó là vàng thật kích chân nha bà con. Nó có cộng cái pulley luôn nè. Đây là heo dầu, đây là bét dầu ha, động cơ dầu nha. Để bà con về nói máy dầu mà có pulley là không phải nha, cái này là bét dầu. Đó, bù lửa nè. Này mình bẻ cò xuống mình giật ha, giật tới cái tăng đó đây. Đó, rồi không bẻ cái cò này xuống, nó đè cái cò xuống xong mình cầm kéo thẳng dây là nó tự động cò này nhảy lên ha. Nó bu e tốt nè. Đó, đồ đạc con này rất là dày dặn ha. Bà con mình muốn mua cái dòng máy mà về chạy tải nặng, chạy nén lớn rồi đó, thì hay là chạy công suất đầm bàn rồi đó, nó mấy cái dòng máy mà để chạy mạnh mà kéo nặng á, thì con này được một cái là nó mạnh, cực kỳ mạnh, mà chạy bằng dầu thì siêu tiết kiệm dầu ha. Đó, con này thì giá thành của nó nói chung là tầm trung thôi. Con này là Osaka động cơ dầu ha. Đó, đây mình lên cho bà con tham khảo ha. Rồi là lên cái mã số con này cho bà con mình luôn. Con này là mã số 10.
Thì con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 3.800.000 ha. Đó, con này là động cơ dầu. Chạy con này thì được cái là siêu tiết kiệm dầu nha bà con. Đó, mã số 10. Thì bữa nay á là máy nổ thì phải lên được mấy cái mặt hàng máy mới để cho bà con mình về sử dụng ha. Đó, động cơ xăng, động cơ dầu lớn có, nhỏ có, cút chiền có, tua nhanh có, tua chậm có, cút thẳng có. Thì bà con mình cần sử dụng cái dòng nào thì cứ liên hệ trực tiếp cái máy nổ cho phải Thanh Bình ha, qua số điện thoại trên màn hình. Đó, số đó có Zalo luôn. Đó, mình gửi tận nhà cho bà con được kiểm tra hàng. Đó, test máy nổ trước khi thanh toán ha. Đó, còn khi bị bảo hành thì là bảo hành IC mình sang con cho bà con mình 3 tháng ha. Đó, rồi. Đó là bà con nào á coi like hay thì cho máy nổ cho phải Thanh Bình xin một like và đừng đăng ký kênh nha bà con. Mình bán rất là nhiều dòng máy, từ dòng máy mới Osaka, nó máy Nhật Bãi nè, rồi GB nè. Đó, rồi máy đầu máy xăng Nhật Bãi là ha. Đó, rồi máy phun tưới nước cả máy dầu luôn nha bà con. Đó, bà con cần sử dụng cái nào thì cứ liên hệ trực tiếp với máy nổ cho phải Thanh Bình. Đó, máy nổ cho phải Thanh Bình xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong live sau nha bà con.